Trước khi được biết đến với danh xưng nữ hoàng Red Tinh xứ Hàn, Shin Hee-sun đã có quãng thời gian dài đến nửa thập kỷ chỉ đảm nhận những vai phụ nhỏ trong phim. Tuy nhiên, phụ nhưng không hề lép vế hay một màu, Shin Hee-sun luôn biến hóa linh hoạt, thể hiện được nhiều góc cảnh khác nhau nhằm phô diễn khả năng diễn xuất ấn tượng của mình. Bên cạnh đó, việc sánh đôi cùng những tên tuổi đình đám như Lee Min-ho, Lee Jong-suk cũng là bước đệm vững chắc giúp cô tiến thân trong sự nghiệp sau này. Nên duyên màn ảnh cùng Thánh lừa đảo của Hạ cánh nơi anh trong Mr. Queen, bộ phim mới lên sóng tập 1 đã lọt top 3 phim có rating mở màn cao nhất lịch sử đài TVN, đã lần nữa chứng minh sức nóng không thể coi thường của nữ hoàng rating. Cùng nhìn lại chặng hành trình của bông hoa nở muộn xứ Hàn dưới đây để thấu hơn những nỗ lực bền bỉ, góp nhặt đam mê của Shin Hee-sun. Khởi nghiệp với những vai phụ nhưng không mờ nhạt. Nữ diễn viên Shin Hee-sun sinh năm 1989, sở hữu diện mạo ấn tượng với chiều cao 1m72, nổi bật cùng gương mặt cá tính. Shin Hee-sun khởi đầu sự nghiệp khá muộn. Chập chững những bước đi đầu tiên với sự nghiệp diễn từ năm 26 tuổi, Shin Hee-sun khởi nghiệp với vai phụ đầu tay trong School 2012 KBS, series phim truyền hình nổi tiếng với sự góp mặt của Lee Jong-suk và Kim Woo-bin. Những năm sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1989 này miệt mài đảm nhận vai phụ trong loạt dự án đình đám trên màn ảnh truyền hình như Tuổi Thanh Xuân, She Was Pretty, Oh My Ghost, Huyền Thoại Biển Xanh. Shin Hee-sun từng làm nền cho Nhã Phương. Không hề mờ nhạt, những vai phụ mà Shin Hee-sun đảm nhận đều là những điểm sáng đa màu sắc, khoe được nét diễn không phải dạng vừa, góp phần đặt gạch xây nên nền móng vững chắc cho thành công sau này. Giữa cơn sốt Thái Tử Phi Thăng Chức Ký bản Hàn đang diễn ra, thì mới nhất khán giả vừa đào mộ ra được việc cô nàng Shin Hee-sun thủ vai hoàng hậu Cheon trong Thái Tử Phi Thăng Chức Ký đã từng xuất hiện trong bộ phim Tuổi Thanh Xuân đình đám một thời trong vai tình địch của Nhã Phương. Được biết, Tuổi Thanh Xuân là dự án phim truyền hình hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc với sự tham gia của Nhã Phương, Hồng Đăng, Việt Anh, Kim Tuyến. Trong bộ phim này, Shin Hee-sun đóng vai trò của một tiểu tam khi xen vào tình cảm người khác, hòng chen rẽ cuộc tình của Nhã Phương và Kang Tae-ho. Nữ diễn viên còn làm nữ phụ xinh đẹp nhưng bi thương trong Oh My Ghost. Gần gũi khán giả hơn là vào năm 2016, Shin Hee-sun một lần nữa lại đóng vai phụ trong Huyền Thoại Biển Xanh, The Legend of the Blue Sea. Nhưng việc được xuất hiện bên cạnh dàn cast đắt giá như Lee Min-ho, Jun Ji-hyun, Lee Hee-jun khiến tên tuổi của cô cũng được chú ý nhiều hơn nữa. Vai của cô là đàn em khóa dưới thời đại học của nam chính Hae Jun-jae do Lee Min-ho thủ vai. Cũng như trong Tuổi Thanh Xuân, Shin Hee-sun một lần nữa khiến khán giả ứa gan khi liên tục xen vào chuyện tình cảm của cặp đôi chính. Đặc biệt nhất phải kể đến vai diễn nữ công tố viên mạnh mẽ và đầy tham vọng trong Secret Forest. Từ bi đến hài, đoan trang hay tiểu tam thì diễn xuất và độ nhập vai từ ngoại hình cho đến nội tâm của Shin Hee-sun cũng khiến khán giả phải gật gù tâm đắc. Vươn lên trở thành nữ hoàng rating đình đám trên màn ảnh Hàn. Cuộc đời vai phụ của Shin Hee-sun chấm dứt khi cô đóng chính trong bộ phim Five Enough. Nội dung phim xoay quanh cặp đôi rổ giá cặp lại, gặp gỡ nhau sau khi đã trải qua những đổ vỡ trong hôn nhân và phải gồng gánh những đứa con của mình. Nhân vật Ah Mi-jung của Shin Hee-sun là một người phụ nữ ngây thơ, dễ thương và lãng mạn. Phản ứng hóa học của cô với nam chính Sung-hun cũng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. Tuy nhiên, khi Shin Hee-sun tham gia vào My Golden Life, danh tiếng và vận may mới thực sự mỉm cười với nữ diễn viên này. Bộ phim vượt mốc rating 40% và trở thành một hiện tượng của màn ảnh Hàn trong năm 2017. My Golden Life là một bộ phim đầy tính nhân văn, kể về cuộc đời cô nàng sinh ra trong gia đình nghèo, ôm nỗi thất vọng trước sự bất công cũng như những bất bình đẳng trong xã hội. Choi Do-kyung, Park Si-hoo thủ vai là con trai một của một công ty có tiếng, đồng thời cũng là trưởng phòng kế hoạch, chiến lược của công ty, từng học MBA tại Mỹ. Đây là một nhân vật có năng lực và đầy khí chất quý tộc. Trong khi đó, Seo Ji-an, Shin Hee-sun thủ vai là nhân viên trong công ty của Choi Do-kyung, tính cách cởi mở, hài hước, thích thể thao. Từng là một cô gái con nhà giàu nhưng sau khi bố phá sản, Seo Ji-an đã phải từ bỏ những ước mơ của mình. Điều này càng khiến cô trở nên tham vọng hơn và muốn gia nhập thế giới thượng lưu. Nhưng càng ngày về sau, Seo Ji-an càng học được những giá trị đích thực của cuộc sống. Không sở hữu dàn diễn viên rầm rộ, cũng không được quảng bá quá nhiều, nên khi My Golden Life nhận được rating 40%, nhiều khán giả đã không khỏi ngạc nhiên. Lý do bộ phim thành công là nhờ vào kịch bản chặt chẽ lôi cuốn của Soo Hyun-kyung và đặc biệt là dựa vào diễn xuất xuất thần của dàn diễn viên. Shin Hee-sun được nhận xét là đã lột tả được những cảm xúc phức tạp và thế giới nội tâm nhiều biến động của nhân vật Seo Ji-an, từ đó khán giả hiểu được bộ phim nhiều hơn. Cũng nhờ thành công của bộ phim, cái tên Shin Hee-sun đã được đánh giá cao hơn hẳn.
Trong năm 2018, Shin Hee-sun tiếp tục có thêm một drama nữa húc đổ mọi loại rating, đó là Still 17, đóng cùng Yang Se-yong. Sự thành công của Still 17 lại chứng minh năng lực thực sự của Shin Hee-sun và danh hiệu nữ hoàng rating của cô không chỉ là ăn may. Still 17 đã chiếu được 14 tập và tập phim sau luôn có rating cao hơn tập trước. Hiện tại rating của phim đã vượt qua 11,2%. Phim xoay quanh câu chuyện cuộc đời và quá trình chữa lành vết thương lẫn nhau giữa hai nhân vật chính là Woo Seori và Gong Woo Jin, một người bất ngờ bị một tai nạn và hôn mê sâu trong suốt 13 năm và một người sống trong sang chấn tâm lý, cứ ngỡ rằng người kia đã chết. Mới đây nhất, màn liên duyên bất đắc dĩ cùng thánh lừa đảo Kim Jong Hyun ở Mr. Queen của Shin Hee-sun cũng đã lọt top 3 phim có rating mở màn cao nhất lịch sử TVN. Vốn là một nam đầu bếp, thế nhưng sau một lần rơi xuống nước, linh hồn anh chót đi lạc vào cơ thể của vương hậu Kim So-yong, Shin Hee-sun thời Yeo-seon trong Mr. Queen, và từ đó vô số những màn quậy phá cười ra nước mắt cũng như những tình huống dở khóc dở cười do đàn ông trong thể xác phụ nữ đem đến. Bông hoa đa sắc màu nở muộn. Vốn đam mê diễn xuất từ bé lại được truyền động lực từ vai diễn của Won Bin trong Trái tim mùa thu KBS 2000, Shin Hee-sun đã quyết tâm thi đỗ Đại học Sejong, ngôi trường của những cái tên nổi tiếng như Song Hye-kyo, Gong Hyo-jin và kiên trì theo đuổi nghiệp diễn cho đến thời điểm hiện tại. Ngoài việc sở hữu chiều cao đầy lợi thế lên đến 1m71, body mảnh mai thì gương mặt rất duyên, vừa sở hữu nét lạnh lùng sang trọng nhưng lại gần gũi, thiện cảm với nụ cười ấm áp cũng là một lợi thế đặc biệt của Shin Hee-sun. So với đồng nghiệp cùng trang lứa, Shin Hee-sun có xuất phát điểm khá muộn và con đường đi với nghiệp diễn cũng chậm. Thế nhưng chậm mà chắc, Shin Hee-sun vẫn luôn kiên trì góp nhặt từng vai diễn, nỗ lực thể hiện khả năng diễn xuất ấn tượng của mình và là minh chứng sống, ví dụ điển hình cho việc nếu cố gắng không ngừng thì sẽ được hưởng thành quả xứng đáng. Nữ hoàng rating không đơn thuần mà đó là sự cộng hưởng của một quá trình phấn đấu dài lâu và có chất của Shin Hee-sun. Bên cạnh việc sở hữu diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc thì khả năng nhập vai và biến hóa linh hoạt của Shin Hee-sun cũng được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao. Thái tử Phi thăng chức ký bản Hàn bị khiếu nại vì xuyên tạc lịch sử. Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của Mr. Queen đã đạt rating trung bình trên toàn quốc là 8%, mức cao nhất là 9,9%, chiếm vị trí đầu tiên trong toàn khung giờ trên tất cả các kênh truyền hình cáp. Riêng ở khu vực Seoul, phim Mr. Queen đạt rating cao nhất 11% và cũng đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ về lượng người xem so với bộ phim chiếu cùng khung giờ kết thúc tuần trước là Startup. Thái tử Phi thăng chức ký từng tạo được tiếng vang khá lớn vào năm 2016 tại làng giải trí Hoa ngữ với kịch bản hài hước và nội dung thú vị, nên bộ phim trên khi được Hàn Quốc remake đã khiến khán giả vô cùng hào hứng. Dù chỉ là bản remake, thế nhưng Thái tử Phi thăng chức ký bản Hàn lại được cộng đồng mạng đánh giá rằng xứng đáng với ba từ sang xịn đỉnh khi đầu tư từ dàn diễn viên đến trang phục cực kỳ tỉ mỉ và công phu. Trong khoảng đối tượng người xem quan trọng từ 20 đến 49 tuổi, bộ phim đạt rating trung bình trên toàn quốc là 4% và mức cao nhất là 4,9%. Bên cạnh đó, Mr. Queen cũng là bộ phim có rating cao nhất thứ hai trong các bộ phim lên sóng vào thứ 6 và thứ 7 trong lịch sử đài TVN cho đến nay. Hiện tại, Mr. Queen chỉ đứng sau Mr. Sunshine năm 2018, đạt rating trung bình trên toàn quốc là 8,9% ở tập 1. Được khán giả ủng hộ là thế, nhưng khi Thái tử Phi thăng chức ký vừa lên sóng đến tập 2, thì phim đã nhận 763 khiếu nại của khán giả, gửi đến Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc, yêu cầu ngừng phát sóng vì tác phẩm xuyên tạc lịch sử. Để xoa dịu người xem, nhà sản xuất đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời gỡ bỏ những đoạn hội thoại về chuyện biên niên sử của triều đại Joseon ở tập 2 của phim.